Ở đây mình có 1,5 kg khoai lang nè, mình cắt khoanh rồi, mình cân nó được 1,5 kg. Mình lột vỏ ra, mình ngâm nước, sau đó là mình cắt mấy cái khoanh mà nó mỏng mỏng vậy thôi ha. Cỡ 1,5 phân thôi nè. Đó, nó mỏng mỏng vậy thôi, mình cắt để mà mình luộc cho nó nhanh đó các bạn. Mình không cần hấp ha, hấp thì nó hơi lâu, mình luộc. Mình bắt cái nồi nước này, nước sôi, mình cho vô đây 1 muỗng cà phê muối. Phải cho nó tan muối nha. Mình cho khoai lang vô luôn, mình cho hết cái phần khoai lang 1,5 kg vô luôn. Mình đậy nắp như vậy nè cho nó nhanh hơn nha các bạn. Đó, nó sôi bùng bục luôn. Mình đợi 5 phút rồi mình có thể thử cái khoai ra. Nếu mà nó mềm là mình vớt ra hết luôn. Mình 5 phút rồi mình mở cái nắp ra nè. Mình thử cái nó mềm chưa hả? Chút xíu nữa. Nó chưa mềm lắm. Thử cái củ này. Mỗi cái khoai á nó đục, nó khác nhau. Cái này thì nó mềm rồi nè. Thôi mình luộc thêm 1 phút nữa đi. Luộc 1 phút nữa. Trong thời gian mình luộc thêm khoai lang thì bây giờ mình sẽ cân những đường sữa để mà trộn với lại khoai lang. Ở đây mình có 50g đường cát nè, 65g sữa. Các bạn có thể dùng sữa tươi hay là sữa béo half and half hoặc là whipped cream á. 50g sữa đặc. Mình cho thêm 50g bột năng nữa. Mình xài 100g dừa sợi. Dừa sợi nó, cái sợi nó không có dài lắm các bạn, sợi nó như vậy thôi. Mình mua ở trong chợ Mỹ nha. Bây giờ mình tắt lửa nè, mình vớt cái khoai này ra. Cái màu ở ngoài nó màu cam đẹp dễ sợ, mà vô nó hình nó màu vàng. Vô video nó màu vàng. Mình lấy cái cây mà nghiền ép cái khoai tây á, mình đè nó chín là nó mau ra lắm. Nó còn nóng á, nó dễ ra, nó dễ nát lắm. Mình nghiền cái khoai lang này nó nát xong rồi, bây giờ mình cho sữa vô nè. 50g sữa. 50g đường cát. Năm mươi gram sữa đặc. Một trăm gram dừa sợi. Và cuối cùng là 50g bột năng. Rồi bây giờ là mình trộn đều lên cho cái phần bột năng này nó hòa tan ở trong cái khoai, cho nó dẻo cái khoai luôn. Nếu mà mình thấy cái khoai này nó lỏng thì mình cho thêm bột năng nha. Tại vì mỗi cái loại khoai có loại nó dẻo, có loại nó khô á. Mình trộn cái khoai này rồi mình thấy nó còn hơi lỏng nè, mình cho thêm bột năng. Mình cho thêm 50g nữa nè. Mình cho vô phần khoai là từ 50 cho tới 100g bột năng, tùy theo loại khoai nha. Mình cho khoai vô sửng mình hấp từ 35 cho tới 45 phút nha. Cái bánh của mình là hấp 45 phút, mình lấy ra nè các bạn. Nhìn cái bánh của nó nè,
Mình để cho nó nguội rồi mình cắt rồi mình ăn thử nha. Mình lấy cái bánh khoai hấp của mình ra nha. Đó, nó bóng đẹp như vậy nè. Bây giờ mình chỉ có lấy dao rồi mình cắt nhỏ nó ra thôi. Mình lấy cái này mình sắn cho nó đẹp nha. Nó có dừa sợi ở trong nè, khoai lang, dừa sợi. Cắt bánh xong mình xếp lên trên dĩa, mình chan nước cốt dừa lên nè, rồi cuối cùng là mình rắc mè rang, hoặc là các bạn có thể thay thế là đậu phộng rang vàng luôn. Khoai lang á, sau khi mà mình hấp chín thì cái màu của nó rất là đẹp luôn các bạn, cái màu giống như là màu bí đỏ đó. Một loại bánh vừa dẻo vừa mềm, khi ăn thì cắn trúng miếng dừa sợi, thật là béo, còn mè thì rất là thơm, màu sắc lại đẹp mắt nữa. Khi nào có thời gian các bạn hãy làm món này cho gia đình thưởng thức nha. Mình bảo đảm là rất ngon luôn á. Nếu như thấy video hay, hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.